Rồi, chào các bác nhá, chào các bác tất cả mọi người nhá. Đấy, hôm nay em có một con máy dao cạo râu bác nhá. Con này của Panasonic, model của nó là ES-ST2 nhá, N. Đấy, thì con máy này nó còn khá là mới các bác nhá. Hàng thì hàng mua đấu giá các bác nhá, tại vì hàng bãi thì không bao giờ có những con máy như thế này đâu. Nên các bác cứ tham khảo nhá. Có mua từ bên Nhật về thì nó mới có được những cái hàng mới này thôi. Hàng bãi thường thường những hàng nó quăng kiếc các thứ các kiểu thì nó thứ nhất là nó không còn phụ kiện cái gì bên trong hết đó. Đấy, mấy cả nó không có hộp máy thì nó cũng không có mới được. Đấy. Đây cục sạc này 100-240V nhá, sản xuất tại nhà máy China. Đấy, còn như là chưa sử dụng. Cái thân máy, còn đây là cái túi để nó đựng cái thân máy. Đấy, đây là cái máy thân máy chính các bác nhá. Đây. Thân máy chính bắt coi này, máy nó còn rất là đẹp nhá, màu trắng đen nhá. Model của nó là sản xuất năm 2016 bác nhá, sản xuất tại Gia Băng nhá, Gia Băng. Này, bác mở cái nơi ra. Đấy. Còn rất là mới nhá. Thì con này khi mà cạo râu xong ấy là cái râu của nó còn rất là nhỏ các bác nhá. Nên giống như là cái bụi vậy thôi. Như thế này các bác này. Đấy. Bác thổi cũng được hoặc là bác gõ gõ xuống cái bàn đấy. Đấy, gõ xuống cái mặt bàn, mặt kính, cái mạch gạch men gì đó để cho nó cái bụi râu rụng bớt. Đấy, hoặc là mình có cái máy xịt hơi ấy. Đấy, xịt hơi vòi hơi ấy, mình xịt vào cho nó bay mất cái râu nhỏ cho nó đi. Đấy. Đây này là lưỡi dao của nó nhá. Lưỡi dao này các bác có thể mua mới nhá. Mua mới thì nó giá nó khá cao, gần bằng cái máy em đang bán các bác nhá. Một bộ lưỡi mới của nó, hàng chính hãng của Panasonic luôn. Đấy. Đây, đấy. Có tỉa râu này. Đấy. Tớ phải cạo tao làng đó nhá. Đời nó còn khá là ok 2016. Máy chạy rất êm đấy nhá. Đấy. Máy này giá của nó rất là hợp lý thôi, không có cao lắm, chỉ hơn 1 triệu đồng thôi. Các bác có một con máy như thế thôi. Sản xuất vào năm 2016 nhá. Thì lưu ý các em nhá, khi dùng xong ấy, các bác lâu lâu ấy, một tuần bác vệ sinh tra cồn một lần ấy, cho nó sạch sẽ, khử trùng đi. Đấy, xong mình phơi khô đi nhá. Đừng có để ướt như vậy nhá. Ướt như vậy nó rất dễ bị hư cái lưỡi dao như thế này nhá. Nhiều bác xài ướt ấy. Nếu mà xài những máy mà có cốc để ấy, thì lưu ý nhá. Dùng xong thì bác bỏ lên cho nó khô đi, chứ để cắm trong cốc nó lâu ngày cũng không tốt đâu. Đấy, nó sẽ ẩm ướt và nó sẽ làm hư mất cái lưỡi dao này. Đó, ok bác nhá. Cái này giá là 1,5 triệu các bác nhá. Báo ship các bác luôn, bảo hiểm tổ quốc luôn các bác nhá. Máy của Panasonic rất là đẹp, nhỏ gọn. Đấy, cực kỳ nhỏ gọn luôn. Máy sản xuất tại Nhật Bản. Và cục sạc thì sản xuất tại nhà máy China. Nó nguyên hộp bác nhá. Đấy thì nó chỉ còn cái cục sạc thôi. Cục sạc mới là cái này để vệ sinh cái lưỡi. Đấy. Vậy thôi, đây là cái hộp của nó nhá. Giá là 1,5 triệu, bao ship bác nhá. ST2L các bác nhá. Còn nguyên hộp luôn. Đấy, sạc điện thì ở đâu cũng dùng được các bác nhá. Từ Việt Nam qua đến Mỹ hoặc là qua đến châu Âu để xài hết. Xài từ 100 là Nhật. Đấy, Đài Loan. Đấy. Còn 220 là Việt Nam, Trung Quốc, nói chung là mấy nước Đông Nam Á. Đấy, 230 là sang châu Âu. Đấy, bác xài vô tư, không suy nghĩ nhá. Bác mới có thể mang đi du lịch được. Đấy, bất cứ nơi đâu. Ok các bác nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em nhá. Bác nào có nhu cầu mua thì liên hệ với em số điện thoại trên màn hình nhá. Thì bác nào chưa mua lần nào thì đặt cọc cho em mấy trăm ngàn. Còn bác nào mua hàng rồi em sẽ ship hàng các bác nhá. Ok các bác.